Hello, Xúc Ngọc Hà xin chào toàn thể gia đình nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Xúc Ngọc Hà nhà em ngày hôm nay. Dạ vâng rồi thì ngày hôm nay em Hà sẽ làm một ít sản phẩm nhà em Hà đang phân phối cũng như là một ít sản phẩm em Hà xả kho nhé. Dạ vâng rồi thì trước tiên vào đầu like thì bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác và canh các chị cho em Hà xin nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng rồi thì mình gọi điện vào hai số hotline để trên màn hình, đó là số 0948 516622 hoặc số 0944090988 để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn chốt đơn hàng cho mình nhé. Dạ vâng rồi thì em ship code toàn quốc, các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nhà em mà đơn hàng 230.000 là em Hà bao ship nhá. Em đã nói rõ chương trình khuyến mãi tiền ship là 230.000 là em Hà đã bao ship mình rồi. Dạ vâng rồi thì em Hà sẽ vào chi tiết các sản phẩm hôm nay em xả về tất cả các cái dòng bóng nháy của nhà em nha, để em nhập đồ Tết về cho mình đó. Thì số lượng nhà em thì nó sẽ là hạn chế, bởi vì là cái dòng bóng nháy này thì em cũng không còn nhiều, em bán là khá là lâu rồi. Nên là cũng sắp sửa đến cái dịp Noel thì cũng như là một cái lần tri ân cho khách hàng. Thì nhà mình ưng mãi sản phẩm nào thì vào chọn giúp em nhá. Rồi em sẽ vào sản phẩm chi tiết đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng con đèn nháy, gọi là con đèn nháy giật lệ đi ha. Đây, đèn nháy giọt lệ này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 65.000 thôi. Con này là dây dài 10m và có phích nối dài giúp em luôn như này nhá. Đó, rồi mời cả nhà mình lên đơn giúp em là nháy giọt lệ với giá chỉ có là 65.000 cho một cái nháy giọt lệ như này thôi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em dây dài 10m này. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bóng nháy. Bóng nháy này gọi là bóng nháy bi châu. Đó. Rồi bóng nháy bi này thì hiện tại là em cũng đang xả luôn cho mình với giá chỉ có là 65.000. Mỗi khi em bán là 85 đúng không ạ? Hôm nay em xả luôn với giá là 65k. Xả hết luôn nhá, hôm nay em xả kho đấy. Nên là cả bác nhanh tay luôn nhá. Rồi với giá là 65.000 cho một dây dài 10m có phích nối dài luôn cho em này. Đây, nhà em hoàn toàn đều có phích nối dài như này cho em nhá. Đó, dây dài 10m nhá. Với giá là 65k. Mời các bác lên đơn giúp em này. Đó, rồi tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con này gọi là con gì ta, trái dâu. Đây, nó cũng giống như trái bi thôi, nó cũng là đổi màu như vậy đây nhá. Đây, em sẽ rút ra một dây này, em sẽ cắm cái dây này vào cho mình xem luôn. Cũng là dây dài 10m luôn nhá. Đây, đó, con trái dâu này thì cũng là dây dài 10m luôn này. Đó, với giá là 65.000 luôn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là trái dâu với giá là 65k. Đấy, 65k cho mình trái dâu như này luôn. Đó. Rồi, giá cực kỳ, hôm nay cực kỳ là hời luôn cho mình luôn đấy. Rồi qua cho mình nữa là về cái dòng con này là con nháy cà na. Đây, cái nháy cà na này thì như đâu đó là em còn có 5-6 bộ là hết rồi nhá. Em cũng nói rõ trên này đấy. Rồi với giá chỉ có là 65.000 cho cái nháy cà na như này thôi nhá. Đó, nháy cà na với giá là 65k. Cũng có phích nối dài như này luôn này. Đó, cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Đó, rồi qua cho mình nữa là về cái dòng con nháy 100m của nhà em nhá. Đây, em sẽ tiến gần vào cái nháy 100m này này. Đó, cái nháy 100m này thì hôm nay em sẽ xả mạnh luôn này. Đó, về cái dòng con nháy 100m màu xanh như này luôn. Đó, nháy 100m màu xanh như này thì hiện tại em Hà đang bán là giá là 220 đúng không? Hôm nay em Hà xả luôn này 170.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhanh tay nhá. Nhanh tay nhá, em mới rõ bởi vì số lượng không còn nhiều. Đây, nháy xanh như này với giá chỉ có là 170k cho một con nháy xanh này 100m dây luôn nhá. Đó, hàng này là 100m dây này. Đó. Và dây thì là dây trong như này luôn cho mình ấy. Đấy, khi mình kết hợp rất chi là dễ. Con này những bác nào mà ở những cái vùng mà cần làm cây nêu, cây niếc á, thì nên mua về gần Tết rất mắc luôn. Hôm nay em Hà xả luôn là biết rồi đấy. Có 170.000 thôi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con nháy này. Gọi là con nháy nháy hồng tím thì phải. Đây, đợi em xíu em cắm xem. Xem mà nó lên là cái màu gì. À đúng rồi, con này nó sẽ là nháy hồng tím như này luôn nhá. Đấy, dây nháy hồng tím như này luôn thì cũng là dây 100m em Hà xả luôn cho mình với giá chỉ có là 170.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là nháy hồng tím với giá là 170k nhá. Đó, nháy rất chi là đẹp luôn, kết hợp rất hay luôn. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng con nháy vàng.
Đây là nháy vàng của em. Đấy. Nháy vàng thì dây nháy này cũng là 100m nhá. À em quên rằng là cái nháy này nó có cả cái điều chỉnh nhá. Đây điều chỉnh đi. Là nó có điều chỉnh hết những cái nấc như này nhá. Đó, rồi. Dây này cũng là 100m luôn. Và nhà em cũng đang để cho mình với giá là 170.000 là đồng giá luôn nhá. Hôm nay là đồng giá 170.000. Bác nào lấy nháy xanh báo em, nháy hồng tím báo em này. Đó, đúng không ạ? Nháy vàng báo em. Đó, 100m. Còn riêng nháy đủ màu như thế này luôn, nháy đủ màu này thì em đang bán 250.000, nay xả luôn cho mình là 220.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là nháy đủ màu với giá là 220.000, xả kho luôn. Còn bộ này em còn 5 bộ nữa là hết nhá, em nói rõ luôn. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng con nháy nháy ngôi sao này. Đây, nháy này gọi là nháy ngôi sao đây cả nhà. Đó. Nháy ngôi sao như này thì hiện tại là nó sẽ nháy đủ màu như này luôn này. Đó. Nháy đủ màu luôn như này. Đây em sẽ rút tất cả các cái bóng nháy ra để cả nhà mình nhìn cho nó dễ luôn, chứ nó nháy nhiều quá mình loạn hết cả mắt luôn á. Đây. Đấy nháy sao nó nháy như thế này nhá, nó sẽ có cục điều khiển màu của nó này. Đó. Ví dụ mình thích tăng chỉnh các kiểu đều được luôn nhá. Đó, rồi. Có phích nối dài giúp em Hà luôn. Phích nối dài. Rồi, đó. Một cái dòng con nháy sao này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 105.000 đồng. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là nháy sao với giá là 105.000 đồng. Đó, đây. Nháy rất đẹp luôn. Đó. Sẽ có trăng sao. Đó. Trăng sao đi kèm này, trăng sao này. Đó. Rồi là các loại sao nhỏ như này nó sẽ rớt như kiểu mành ấy nhá. Đó. Rồi, cái này thì em đang để cho mình với giá là 105.000 với cái loại nháy trăng sao như này luôn nhá. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con nháy nháy bi nhá, thì nó rất chi là nhiều kiểu này. Đây, em sẽ cho mình xem luôn cả cái kiểu như này nhá, là nó cũng là một dòng nháy bi hết của nhà em nhá. Đó. Nháy bi, đó. Nó cũng đều có phích nối dài và dây dài. Dây dài 10m có nháy đủ màu luôn nhá. Đây nó sẽ có cả cái dạng như này luôn. Đó, rồi. Thì vẫn cứ giá là 65.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. 65k thôi, mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà này. Đó, nháy bi vàng luôn. Nháy bi vàng em cũng đang để cho mình với giá là 65k luôn, đồng giá nhá. Hôm nay đồng giá đấy. Hôm nay bác nào không mua thì không bao giờ mua được nữa luôn, bởi vì em bán giá bằng thấp giá nhập. Em nhập là bị lỗ mất 5.000 bộ, em nói rõ trên la luôn. Nên các bác nào mua ok, mua ủng hộ em Hà luôn, tại còn vài bộ nữa mới là chơi Tết chơi Noel luôn. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng con dây điện của nhà em, là dây này là vừa dây vừa đuôi luôn như này nè. Đây nha. Ôi giời. Đây, dây này là vừa đuôi này, vừa dây là dây sẽ là dây dài 10m giúp em Hà này. Đó. Và của nhà em khác biệt tất cả luôn, là nó là dây dài 10m và 30 đuôi. Có những shop đang bán là dây dài 10m chỉ 20 đuôi hoặc 15 đuôi, nhưng nhà em hẳn 30 đuôi nhá. Đó. Rồi có phích nối dài luôn cho mình, nếu như mà nhu cầu mình cần sử dụng cần dài là khoảng tầm 20-30m thì mình có cả cái nối dài này luôn cho em này. Đó. Con này chống nước, chống nắng đều ok, sử dụng nước các thứ vô tư luôn, không lo. Và sẽ có cả cái phích nối của nó là cái để mình nối những cái dây lên trên cái sàn á, mình kéo lên nhá. Rồi, con này em đang để cho mình với giá là 220.000, hôm nay em bán vừa biếu luôn này, em nói rõ trên live luôn này. Vừa bán vừa biếu này, 220 này xả luôn, xả sập sàn luôn với giá là 180.000. Mời cả nhà mình lên đâu giúp em. Chồng biết về, chồng mà biết là chồng đánh cho tòe mỏ luôn này. Đấy, bán tàu lao bán lỗ này. Con này em chính thức em bán lỗ luôn đấy. 180.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. 30 đuôi nó phải khác với cái loại 10 với 15 đuôi nhá cả nhà nhá. Đó. Nhân cả nhà đừng hỏi vì sao là cái này nhà em hẳn 30 đuôi, 30 đuôi dây, 30 đuôi bóng thì nó sẽ phải khác với cái loại 10 với 15 đó. Nhưng mà hôm nay em bán bất chấp luôn. Lỗ sập máu luôn về cái những cái dòng này này. Đó. Với giá là 180.000. 180.000 nhé, mời cả nhà mình nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Bộ này em nói luôn trên line là em còn 6 bộ nữa, xả sập sàn luôn á. Kém giá nhập của em mất 15.000, em nói rõ là em lỗ mất 15.000 một bộ như này luôn. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đó.
Rồi em qua sản phẩm cho mình nữa là về cái dòng con bóng. Đây, bóng này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 5 gót này với giá là 10.000, 10.000 cho một quả bóng này. Nếu như mình nhu cầu đi đuôi kèm thì mình mua hộ em nhé, mua luôn cả bóng cả dây luôn, em cũng bán luôn với giá là 10.000 đồng nhá. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con nhái này, gọi là nhái trăng sao của nhà em này. Nhái trăng sao em đang bán là 130.000 đúng không? Hôm nay xả kho sập máu này với giá là 110.000 đồng, mời cả nhà mình, à quên, 100.000 luôn đi, chơi lớn luôn đi, một khi em Hà đã xả không có tiếc nối gì hết, lỗ cho lỗ luôn, 110.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là 300 3 sao, con này nó sẽ là, à quên lộn, con này nó sẽ là sao không này, quên lộn, lên hộ em là sao nhá, con này nó sẽ là ánh sáng vàng như này này. Đây em sẽ phải cắm cho cả nhà mình xem, dây thì sẽ là dây dài 10 mét, đợi em xíu em sẽ cắm cho cả nhà mình xem nhá. Đó, dây dài 10 mét này. Đó. 300 3 sao màu vàng này này, màu trắng tinh này luôn này. Đó, rồi có phích nối dài luôn này nhá. Với giá chỉ có nhà 100.000 đồng, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là sao, con này độc sao không, nhưng mà sao với giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng luôn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là sao với giá là 100.000 đồng luôn. Rồi. Em sẽ có còn có cả cái mẫu là trăng và sao như này luôn. Trăng sao này. Đó. Trăng sao như này cũng là dây dài 10 mét luôn nhá. Đó, đây. Em cho cả nhà mình xem luôn. Tất cả dòng của nhà em là dây dài 10 mét, có cần điều chỉnh luôn này này, có phích nối dài luôn cho mình như này luôn này. Đó, rồi. Với giá là 100.000 đồng. Hôm nay bán vừa biếu luôn đấy. Bác nào mà không mua cái like ngày hôm nay là tiếc hủi hủi luôn đó. Rồi đây, con này thì là sẽ là trăng sao nhá. Con này là cả trăng cả sao này. Em Hà cũng đang để cho mình với giá là 100.000 đồng. Cái này em chỉ còn 3 bộ là hết hàng nhá. 3 bộ hết hàng này. Đó, rồi. Có phích nối dài luôn này cho mình nhá. Một bán 130 này còn 100.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Đó, rồi. Em qua cho mình nữa là về cái dòng sản phẩm nữa là cái dòng con bóng này. Con bóng tròn này nhá. Đây, bóng tròn này thì hiện tại là em đang để cho mình bao nhiêu? 101 mà bộ này có nghĩa là cái bộ mà em đang like, mẫu like đúng không? 101 hôm nay em là cái mẫu like của em. Hôm nay để bao nhiêu cho mình luôn đây. Rồi, bộ này em sẽ để cho mình với giá là 70.000 đi, 70.000 một bộ này nhá. Đó, mời cả nhà mình lên đơn với em là nháy tròn, gọi là cái gì ta? Cái này gọi là quả bóng đi ha. Nó tròn tròn như quả bóng này, gọi quả bóng đi. Thì nó cũng sẽ có những cái chỗ này như này, nhưng mà không sao, các bác về các bác có thể tháo được ra, xong mình lấy tay mình nắn nó lên cũng được luôn nhá. Cái này là mẫu like của em mà, nên là bán 70.000. Mời cả nhà mình lên đơn với em là bóng với giá là 70.000 một bộ duy nhất nha. Rồi, em qua cho mình tiếp theo về cái dòng mảng con xả này, là xả về cái dòng con chảo chủng ấy. Tiếp mục chảo chủng các bác, gọi là chảo chủng. Đây. Con dao này thì em còn con duy nhất đang bán 80.000 với giá bây giờ chỉ có 50.000, mời cả nhà mình lên đơn cho em là dao thái với giá là 50.000. Đấy, còn một con nhá. Bác nào nhanh thì được chậm tay thì hết này, 50.000 này. Đó. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng chảo này, chảo này thì em còn ba con đây, ba con chảo này nhá. Đó. Em đang bán là 101 và con này là chảo chống dính của nhà em nhá. Mặt dài, mặt rộng là 32 xăng. Hôm nay em để cho mình với giá là bao nhiêu? 90.000, mời cả nhà mình lên đâu giúp em là chảo với giá là 90.000, còn ba con duy nhất. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết này. Lâu lắm rồi dài em mới lại. Hôm nay dọn kho nên những cái hàng mà nó còn ít là em xả hết đấy mà. Với giá là 90.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Con này thì sử dụng được cho tất cả các loại bếp, không có bếp nào kén cả. Rồi, qua cho mình luôn là về cái dòng con bình nước mỏ vịt này. Đây. Cái bình nước mỏ vịt này thì hàng khá là ok luôn cho mình sử dụng để đựng nước đấy. Đó. Cái bình nước mỏ vịt này của nhà em nhá. Rồi, cái bình nước mỏ vịt này của nhà em thì hiện tại là em sẽ để cho mình, con này là em còn hai con duy nhất nhá, cũng là màu trắng như này luôn này. Đó. Rồi, con này thì em Hà sẽ đây,
bên trong của nó là như thế này cho mình luôn này. Đấy. Con này nước của nó là 2 lít nhá, đựng được nước là 2 lít luôn này. Đó. Rồi. Mời cả nhà mình lên đơn cho em là bình mỏ vịt nhá. Em bán 100 mốc này xả luôn bao nhiêu? Xả luôn 70 ngàn luôn. Cho nó qua luôn mẫu luôn đi. Còn có hai con duy nhất nhá, bác nào nhanh tay thì được chậm tay hết 70 ngàn cho cái con bình mỏ vịt như này đang bán 100 mốt á. Hôm nay xả luôn còn hai con á với giá là 70 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay thì còn chậm tay thì hết luôn nè. Đó. Nó sẽ là nằm trong cái hộp này luôn nhá. Đó, đây. Nằm trong cái hộp này luôn. Đó. Với giá là 70 ngàn. Xả kho còn hai con duy nhất, đây còn đúng hai con thiệt mà. Em Hà không có xạo đâu. Thiệt luôn đấy nhà em, xả kho là xả đấy. Đó, rồi. Qua cho mình nữa là về cái dòng con tủ đựng đồ của nhà em đây. Cái tủ đựng đồ quần áo này của nhà em này thì là con này nó sẽ có một size to và một size nhỏ như thế này giúp em Hà luôn này. Đó. Con này thì thuận tiện cho các bác để đồ. Ví dụ như là mình để đồ trong tủ, nhiều khi là mình để nó rất lộn xộn, hoặc là mình để là người này qua người kia, nó không có riêng biệt. Mình sử dụng luôn cho em cái tủ đựng đồ mini này, để mình bỏ luôn vào trong tủ này. Đó, cái này là mình đựng đồ nhỏ này, cái này mình đựng đồ lớn này. Đó, như này giúp em Hà luôn nhá. Rồi, con này thì để in em thử đo xem là mình chiều dài là bao nhiêu. Sẽ đo luôn. Đó. Chiều ngang của nó sẽ rơi vào là khoảng tầm 37 này. Đấy, 37 này. Chiều này của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 23 này. Đấy. Đó. 37 này. 37 này, 23 24 đi, đại đại đi ha. Rồi. Chiều này của nó là rơi vào khoảng tầm 25. Đó. Rồi đấy là cái to. Còn cái nhỏ của nó thì đây. Cái nhỏ của nó thì sẽ rơi vào khoảng tầm 28 này. 15 này. Đó, 15,5 ấy, thì em gọi 15 đi. Rồi một cái set đồ này em Hà còn bao nhiêu set đây, em đếm luôn trên line 1 này, 2 này, 3 này. Đây em đếm luôn thực tế cho các bác xem này. Không thể bảo em nói xạo xạo này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Cả bộ đang là mẫu line nữa là 10 bộ. Em còn 10 bộ duy nhất này. Đang bán 85 ngàn đúng không? Ngay xả bao nhiêu? 85 này đúng không? Xả 60 luôn đi ha. 60 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. 60k cho một cái bộ set để đồ như này luôn. Đó. Cả nhà nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nhá. Set để đồ với giá là 60k. Giá không thể nào rẻ hơn được nữa. Lỗ một cái này em lỗ 10 ngàn. Một set này em lỗ 10 ngàn. Mới rõ luôn trên line nữa. Mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con này là cái dòng zip đánh răng xịn của nhà em nha. Zip đánh răng này thì dòng zip đánh răng xịn được sử dụng cho mình là mỗi một zip đánh răng là sẽ là một hộp như này luôn này. Đó. Rồi bàn chải đánh răng thì em nói thật là cầm không thể là không thích được. Nếu như bác nào mà mua bàn chải nhà em mà kêu là ui em ơi cái bàn chải anh không thích tí nào thì em cho hàng luôn á. Bởi vì cái hàng này là của nhà em là hàng chuẩn công ty, hàng loại xịn luôn á. Đánh rất chi là bền, quan trọng là bền, mềm và dùng rất thích luôn. Đó. Cái cán của nó thì được thiết kế hoàn toàn bằng silicone, cầm rất chắc luôn nhá. Rồi đó. Một bộ này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là này em Hà đang để cho mình với giá là 12 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. 12 ngàn cho một cái cây đánh răng như này này. Đó. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con khăn mặt. Khăn mặt thì em cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 60 ngàn cho một cái hộp một túi khăn mặt 10 cái như này. Và nó khăn mặt này là khăn mặt loại tốt nhá, em nói rõ luôn này. Nó có hai dòng nhưng mà em thấy cầm loại này nó dày hơn, nó chắc chắn như kiểu cái thời xưa em bán 90 ngàn ấy. Đấy. Đáng lẽ con này em phải bán 90 ngàn nhưng mà thôi. Em bán luôn với giá 60 ngàn cho 10 cái luôn. Số lượng thì con này nó không có nhiều bởi vì cái lô này về rất đẹp, em nói thẳng luôn. Với giá chỉ có 60 ngàn, mời cả nhà mình lên đơn. Rồi qua cho mình nữa là về cái túi đựng thực phẩm. Đây,
túi đựng thực phẩm của nhà em thì hiện tại là em đang để cho mình với giá là 10.000 một túi đựng thực phẩm này, sẽ có 100 túi bên trong. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, qua cho mình nữa là về cái tầm con khay đựng gia vị. Đây. Em lên từ từ vào. À. Khay này là khay đựng gia vị của nhà em nhá. Đó. Khay đựng gia vị này thì con này nó sẽ được thiết kế là miệng là hai tầng lớp như này cho mình luôn này. Đó. Cái con này là inox chống rỉ luôn, cực kỳ là bền và chắc luôn. Sẽ có 3 khay như này cho mình luôn, để mắm, để tiêu, rồi là để tương ớt, tương cà, rồi tương gì thì tương. Đó. Rồi con này thì hiện tại em Hà để cho mình với giá là 30.000. Mua không mua đâu, rẻ được bằng nhà em Hà luôn, cái này 30.000 luôn á. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là khay đựng gia vị với giá là 30.000. Rồi. Qua cho mình nữa là về dòng con uốn cái này là cái gì ta? Vòi nước uốn dẻo. Vòi nước uốn dẻo thì em Hà đang để cho mình với giá là 50.000. 50.000 cho cái vòi nước uốn dẻo này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, cái dòng này là cái dòng con như kiểu là salon bát, hoặc là ví dụ như là con ngải cứu, miếng rán ngải cứu Trung Quốc nha. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20.000 cho một hộp miếng rán ngải cứu Trung Quốc này thôi. Sẽ gồm 12 miếng bên trong như này nhá. Đó. Còn thải độc chân Trung Quốc thì với giá chỉ có là 50.000 cho một cái hộp thải độc chân Trung Quốc như này thôi. À 40.000. 40.000 cho một hộp thải độc chân Trung Quốc gồm 50 miếng bên trong như này nhá. Đó. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con chổi trà đa năng. Đây dòng này là dòng chổi trà đa năng của nhà em Hà này. Chổi trà đa năng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho một cái chổi trà đa năng này nhá. Con này vì sao em gọi là chổi trà đa năng? Bởi vì là nó có cả cái cần gạt nước này cho mình này. Gạt nước rất sạch luôn. Nếu như mình đánh rửa sân thượng, hoặc là những cái bác ở trên thành phố ấy, thì sẽ có sân thượng ở trên. Hoặc là những bác ở vùng ví dụ như là vùng quê ấy, thì là mình sẽ có vườn tược các kiểu đó. Hoặc là ví dụ như sân vườn biệt thự thì sẽ có sân vườn. Thường thì em để ý biệt thự sẽ có sân vườn á. Thì mình sử dụng ngay con này cho em là cái chổi này nhá. Cái chổi này thì các bác sử dụng là vừa đánh vừa trà, vừa quét, vừa gạt nước được luôn. Với giá chỉ có 50.000 thôi. Đó. Rồi. Còn qua cho mình nữa là về cái dòng con chổi quét trần nhà. Cái chổi quét trần nhà này thì hiện tại là nhà em là cái chổi này sẽ là dài trên 2 mét nhá. Em nói rõ. Con này rơi động và dao động vào khoảng tầm 2m8 gì đó nhá. Em thì em chưa đo chính xác đâu, nhưng mà em nói như vậy đó, bởi vì là thông số của nó ghi là như vậy. Đó, có sao thì em nói vậy. Rồi một cái chổi cái quét trần nhà này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái chổi quét trần nhà như này nhá. Đó. Rồi qua cho mình nữa là về cái dòng con thanh này, gọi là thanh dán quần áo, thanh móc dán quần áo. Con này là móc nhá, móc dán tường nhá. Con này về cái dòng này thì em nói thật là bây giờ đừng có ai sử dụng là mình mua về, mình mua cái thanh inox về mình đóng mà mình gắn lên tường. Cái thứ nhất là vừa chết cái tường của mình. Cái thứ hai nữa là rất chi là bất tiện luôn. Bây giờ mình sử dụng luôn cho em cái miếng dán quần áo này. Đó. Một móc của nó cũng sẽ có 6 móc như này, hoặc là ví dụ như là mình có thể mình để rời ra. Như kiểu em Hà đang dán ở trên trên tường kia kìa. Đấy em quay như này. Đó. Đó những cái đấy là những cái miếng dán em Hà sử dụng đó. Đó, đây này. Đó, em Hà dán đó. Để in làm like cho cả nhà mình xem đó. Rồi, cái này với giá chỉ có là 25.000 cho một dây như thế này nhá. 25.000 cho một dây 6 móc như này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn nhá. Đó. Rồi qua cho mình nữa là về cái dòng con kính lúp. Kính lúp như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho một cái con kính lúp như này thôi. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi. Cái này là cái sâm thịt. Cái sâm thịt này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 30.000 cho một cây sâm thịt. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi bao tay. Bao tay thì em Hà đang để cho mình với cái giá là 20.000 cho một hộp bao tay gồm 100 cái bên trong nhá. Mời cả nhà mình lên đơn. Và con này là Victoria, hàng chuẩn xịn luôn á. Cái bao tay của nó rất dẻo, không phải như ba cái loại tào lao đâu, nó có hai hàng á. Lần trước em thấy hình như kiểu em bị lộn mất một cái lô là nó là cái hàng loại 2 đấy. Nhưng em giờ em không còn đấy. Không phải là một lô đâu mà nó chỉ mất độ khoảng tầm chục hai chục cái gì đấy. Em phát hiện được ra mà nên em ngừng luôn đấy. Cái loại này là hàng loại 1 nhưng với giá chỉ có 20.000 thôi. Đó. Rồi qua cho mình nữa về những ít cái dòng con bóng điện của nhà em. Đây. Bóng điện thì em sẽ lên một ít nữa là về cái dòng con bóng điện của cái loại mà
cái gì ta, măng sông, măng sông. Đây, đợi em xíu để em len vào. Em len vào, em lấy cái đèn măng sông cho cả gia đình mình xem luôn. Đây. Cái dòng đèn măng sông của nhà em thì hôm nay em sẽ về cái loại mà tiện cho gia đình nhà mình xài đấy. Đây, đợi em xíu nha. Rồi, cái đèn măng sông này của nhà em thì hôm nay là nó sẽ là cái đèn măng sông màu sáng trắng như này luôn nhá. Đó, màu sáng trắng này, và nó sẽ có cái một cục pin, nó sử dụng một cục pin 18650 ở bên dưới như này giúp em Hà này. Đó. Rồi, con này thì nó sẽ điều chỉnh sáng tối được cho em luôn, và con này nó có sẽ có dây sạc nhá. Đó. Gia đình nhà mình sạc thì sử dụng cho em con này thì em thấy tiện hơn khi dùng ba cái cục pin kia, nên em sẽ nhập hàng này thôi. Rồi, một cái dòng đèn măng sông này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 110.000 cho một cái đèn măng sông như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn măng sông với giá là 110.000 đồng cho một cái đèn măng sông như này này. Đó. Sẽ gồm cả dây sạc đi kèm nhá. Cả nhà muốn mua pin thì em Hà cũng có thêm pin của cái dòng đèn này đấy nhá. Rồi, em Hà qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn cảm ứng này của nhà em Hà này. Đây, dòng này là dòng đèn cảm ứng để in mình sử dụng ở ngoài cổng giúp em Hà luôn á. Đây, đó, thì nó sẽ như một ngôi nhà như này đó. Ban ngày thì nó sẽ sạc năng lượng mặt trời và nó không sáng đâu đó. Cứ bóng tối là nó sẽ sáng như này, hoặc là con này cảm ứng được người đi qua sẽ sáng nữa. Rồi, một cái đèn cảm ứng như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 70.000 cho một cái đèn cảm ứng ngôi nhà như này nhé. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn cảm ứng ngôi nhà với giá là 70k. Nó sẽ có viền trắng và viền đen, xin vui lòng không chọn, không chọn giúp em, bởi vì nó về cái nào thì em sẽ lấy cho mình cái đấy nhá. Đó, rồi qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn này là đèn tích điện của nhà em này. Đèn tích điện 5 cánh như này luôn này. Đó, con này thì vừa sử dụng sạc vừa sử dụng năng lượng mặt trời luôn. Đó, rồi cái dòng này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 80.000 thôi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là bóng đèn tích điện 5 cánh với giá là 80k. Đó, rồi em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con gọi là con đèn thờ. Về một loạt đèn thờ của nhà em này. Đây, đèn thờ này là đèn thờ cảm ứng thổi nhá. Đó, đây, nhiều chỗ thì người ta cứ thổi thổi, em thì em lại không thích thổi bởi vì em cảm thấy như rác như vậy nó mất cái sự tôn nghiêm ấy. Đó, rồi con này thì nó sẽ điều chỉnh sáng tối cho mình luôn như này này. Đó, rồi mình có thể mình điều chỉnh sáng tối giúp em Hà luôn. Đó, rồi con này mình sử dụng bằng tay mình đập này là nó sẽ tự tắt cho mình luôn rồi, hoặc là mình sử dụng mình đập ở dưới đế này của nó cũng sẽ sáng luôn cho mình nhá. Một cái dòng con đèn cảm ứng như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 60.000 cho một cái con đèn cảm ứng như này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em đèn cảm ứng với giá là 60k. Đó, rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn nến của nhà em nhá. Đó, đèn nến này thì là con này nó sẽ sử dụng bằng pin, nó đã có pin sẵn luôn ở trong này rồi. Đây, nó sẽ như một cây nến như này. Đó, con này thì cũng khá là ok, nhưng con này nhỏ thôi nhá. Con này nó là nhỏ, mini đấy, dòng nhỏ thôi. Về đến các bác treo lên bàn thờ, hoặc là mình có thể làm bóng ngủ cho mình cũng được luôn á. Cái dòng đèn này này, mình để trong phòng ngủ, mình treo lên làm bóng ngủ cũng được luôn á. Rồi, con này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 55.000 cho một cái dòng con nến như này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là nến với giá là 55k. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn này gọi là đèn huyền thoại của nhà em. Đèn huyền thoại này thì nó sẽ gồm pin đi kèm rồi với giá chỉ có là 50.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn huyền thoại với giá là 50k cho một cái đèn huyền thoại này. Thì nó sẽ có cả cái đế đen và đế loang như này giúp em Hà nhá. Đó, xin vui lòng không chọn giúp em nhá, bởi vì nó sẽ về từng lô. Nhưng mà em sẽ báo mẫu trên line để in cho gia đình nhà mình biết là mẫu nó sẽ có những cái kiểu như thế này như kia. Cho nên lúc bảo em like thế này em bán cái kia em nhập lắm. Rồi, hôm qua cho mình nữa là về cái dòng con nữa là đèn thờ vĩnh cửu của nhà em. Đây, đèn này gọi là đèn thờ vĩnh cửu. Thì con này hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000 cho một cái đèn thờ vĩnh cửu này thôi. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng hai cục pin 3A giúp em Hà nhá. Đó, em bán là chưa bao gồm pin, em nói rõ là bán là chưa bao gồm pin với giá là 35.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn đèn thần tài. Con này em gọi là đèn thần tài bởi vì là ở trong Sài Gòn thì hay để trong thần tài á. Nhà em thì em ở Đồng Nai nha cả nhà nhá. Rồi với giá là 35.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em.
Đó. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn xoay vũ trường này, là nó sẽ là đèn bão mà vừa làm đèn xoay luôn. Đây, con này thì rất hay luôn. Đó. Con này nó sẽ làm đèn xoay vũ trường được cho mình luôn này. Đây. Đó, vừa làm đèn bão tiết kiệm cho mình luôn. Đó, như này luôn. Đó. Rồi. 301 luôn một cái dòng con đèn này luôn. Đó, sẽ có như này luôn cho mình. Đó. Rồi, một cái dòng con đèn như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn bão với giá là 110.000 đồng cho một cái con đèn bão như này luôn nhé. Đó. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn. Đó. Mình sẽ sử dụng và nó sẽ có cái dây sạc như này giúp em Hà luôn. Đó. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà nhé. Với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn bão với giá là 110.000 đồng. Rồi em qua cho mình nữa là về cái thằng con đèn xoay cầu to của nhà em này. Đây. Đây em gọi là về cái dòng mã là đèn xoay cầu to nhá. Đó. Đèn xoay cầu to này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 150.000 cho một cái đèn xoay cầu to như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn xoay cầu to với giá là 150.000. Nó sẽ có thẻ cắm USB và cái điều khiển của nó. Con này thì nó sẽ là không xoay được đâu. Em nói rõ là nó không xoay được đâu. Có nghĩa là khi mà mình gắn lên tường á, thì mở nó sẽ dập dình theo tiếng nhạc và nó sẽ nháy nháy như này. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Với giá là 150.000. Rồi. Em qua cho mình nữa là về những cái dòng cây thông của nhà em. Thông của nhà em thì em sẽ có dòng thông này là thông 1m2. Đó, cái tán của nó thì sẽ là như này. Và nó sẽ có tất cả phụ kiện đi kèm của nó là một cái dây nháy này và tất cả các cái món quà đi kèm luôn. Đó. Rồi, cái thông 1m2 này thì hôm nay em để cho mình với giá chỉ là bao nhiêu? Mỗi khi em đang bán cho mình là 210 đúng không? Mời cả nhà mình lên đơn giúp em cây thông 1m2 là 210.000 đồng. Hôm nay em bán cho mình bao nhiêu giờ? 190.000 đồng. Em nói luôn hôm nay em xả cây thông này em cũng lỗ luôn rồi đấy. Thông 1m2 với giá là 190.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đó. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng con cây thông mà đợi em xíu em len vào nhá. Cây thông này là cây thông 60 xăng. Đó, đây. Cây thông 60 xăng thì của nó sẽ gồm như thế nào? Gồm cũng có tất cả các phần quà đi kèm luôn. Nói chung quy là về thông nhà em thì ai cũng khen đẹp hết. Với giá là 130.000 nhá. Hôm nay em sẽ để luôn cho mình với giá chỉ có là 101 đi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Em lỗ lắm. Thông thì em lỗ lắm luôn đấy. Với giá là thông 60 xăng với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn nhé. Đó. Rồi, em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con cây thông mà 1m rưỡi. Đây, cây thông 1m rưỡi của nhà em này. Đó. Nó rất chi là dài và dài và dài và dài như này này. Đó. Cái tán của nó thì cũng khá là đẹp luôn. Và đây là tất cả những cái gì trang trí của nó sẽ gồm là Cái dây nháy này không phải đâu. Dây nháy này là dây nháy của nhà em Hà. Và trang trí thêm ấy. Và tất cả những cái đồ như này này. Đó. Phần quà chữ các thứ này là của cây thông này nhá. Rồi cái nơ cái nủng này cũng của cây thông hết luôn ấy. Phần quà như này cũng là của nó luôn. Rồi cây thông này thì em Hà đang để cho mình 1m rưỡi với giá là 350.000 chưa bao ship, nhưng em Hà hôm nay sẽ để là 350.000 em Hà bao ship cả nhà luôn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em một cây thông 1m rưỡi với giá là 350.000 bao ship. Mình chỉ việc mua về và sử dụng thôi, không cần phải mua gì hết bởi vì nó có trang trí của nó hết rồi nhá. Đấy, từ cả cái bông tuyết này của nó cũng có hết luôn đấy. Đây, đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây nhé. Em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi suốt cuộc Hà nhà em nhé. Hôm nay em Hà xả nhiều mặt hàng, vậy thì cả nhà mình cố gắng nhanh tay chọn lựa cái sản phẩm để in chơi Noel cũng như là chơi Tết luôn nhé. Rồi em Hà xin chào và tạm biệt, hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Em Hà xin chào và tạm biệt ạ.